Thân chào mọi người. Trong video này, Lê Quốc sẽ hướng dẫn cách thay đổi đơn vị đo khi sử dụng máy đo khoảng cách laser 80m GeoDist 80 của hãng Geo-Fennel. Bây giờ, xin mời mọi người vào phần trình bày chi tiết. Bấm nút Set để vào chức năng. Dùng mũi tên lên xuống, đưa vệt sáng đến mục có chữ M. Bấm nút G để thay đổi đơn vị đo sang feet, in, phút giây. M là mét, ở Việt Nam mình dùng đơn vị là mét. Bấm nút Power để quay lại màn hình nền. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Lê Quốc xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.